Giá vàng thế giới đêm qua tăng một mạch 24 đô la Mỹ từ 1.950 đô la Mỹ một ounce để cán mức 1.974 đô la Mỹ một ounce lúc 6 giờ ngày 20 tháng 10. Giá vàng hôm nay tăng dữ dội trong bối cảnh xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông ngày càng căng thẳng. Từ đó, giới đầu tư tài chính lo sợ rủi ro dẫn đến bán tháo cổ phiếu. Kết quả, thị trường chứng khoán Mỹ châu Âu chìm trong sắc đỏ. Nhiều nhà đầu tư cổ phiếu tiếp tục dịch chuyển vốn vào kim loại quý để bảo toàn vốn. Giá vàng hôm nay đi lên là tất yếu. Trong khi đó, xuất hiện tại câu lạc bộ kinh tế New York, chủ tịch cục dự trữ liên bang Mỹ ông Jerome Powell cho biết, lạm phát tại Mỹ còn quá cao. Theo đó, cục dự trữ liên bang Mỹ có thể sẽ tăng thêm lãi suất vào tháng 11, sau đó sẽ dừng lại. Phản ứng thông tin này, đồng đô la Mỹ đảo chiều giảm giá so với nhiều ngoại tệ. Giá vàng hôm nay của thế giới có thêm động lực để bật tăng. Giá vàng trong nước sáng nay cũng nhảy vọt theo đà đi lên của giá vàng thế giới. Lúc 8 giờ 40, giá vàng SJC được các doanh nghiệp giao dịch quanh 70,15 triệu đồng một lượng mua vào, 70,85 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 250.000 đồng mỗi lượng so với chiều hôm qua. Giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại cũng tăng sốc lên 57,8 triệu đồng một lượng mua vào, 58,8 triệu đồng một lượng bán ra, tăng thêm tới 550.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua.